Sáng ngày 26 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Tĩnh ghi nhận thêm 7 người trong một gia đình dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả những bệnh nhân này đã được cách ly trước đó. Cụ thể, bệnh nhân nam LHP, 29 tuổi, bệnh nhân nữ LTLV, 12 tuổi, bệnh nhân nữ LTLK, 10 tuổi, bệnh nhân nữ LTTP, 6 tuổi, bệnh nhân nam LTDA, 1 tuổi, bệnh nhân nam LAT, 51 tuổi và bệnh nhân nữ T, T, 53 tuổi. Các bệnh nhân trên đều là thành viên trong một gia đình có địa chỉ tại khối phố 4, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh. Trước đó, trong gia đình này có hai người mắc COVID-19 nên cả bảy người kể trên đã được đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Hiện ngành y tế Hà Tĩnh đang tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp liên quan. Tính từ ngày mùng 4 tháng 6 đến nay, địa phương này có 91 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cũng đã ký quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế tại xã Thạch Kim và thị trấn Lộc Hà huyện Lộc Hà, thời gian kết thúc cách ly từ 12 giờ ngày 26 tháng 6. Riêng đối với các địa điểm có ca dương tính trong cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Lộc Hà căn cứ vào các quyết định, hướng dẫn của Bộ Y tế và văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh về việc cách ly y tế vùng có dịch để thực hiện theo quy định. Xã Thạch Kim và thị trấn Lộc Hà bị cách ly y tế vào trưa ngày 12 tháng 6 sau khi ghi nhận các ca mắc COVID-19 liên quan đến bãi tắm Sơn Hải.